Thưa quý khán giả, ngày 24 tháng 3 hàng năm được chọn là Ngày Thế giới phòng chống lao nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về những ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh lao tới sức khỏe con người, kinh tế và xã hội, thúc đẩy chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu. Với chủ đề Đúng, Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao, năm 2024, Ngày Thế giới phòng chống lao như một khẳng định những quyết tâm ở mức cao nhất trong công tác phòng chống lao, mục tiêu chấm dứt bệnh lao. Ở tỉnh Sơn La trong những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước, sự nỗ lực của ngành y tế, bệnh lao cũng đang được kiểm soát. Bệnh viện Phổi Sơn La là đơn vị chuyên môn thực hiện nhiệm vụ khám chữa các bệnh mãn tính về lao phổi. Tại đây, nhiều kỹ thuật điều trị mới hiện đại đã được áp dụng vào chẩn đoán, phát hiện và điều trị bệnh, tăng cường quản lý, giám sát, phát hiện sớm bệnh lao tại cộng đồng. Tại khoa lao phổi HIV kháng thuốc, hiện nay khoa đang điều trị nội trú 62 bệnh nhân, trong đó 36 bệnh nhân lao, còn lại là bệnh phổi. Với đặc thù là khoa điều trị bệnh nhân mắc bệnh lao, kèm theo bệnh nhân đồng nhiễm lao và HIV, nên các y bác sĩ ở đây thường xuyên tư vấn cho người nhà bệnh nhân đến bệnh viện khám và xét nghiệm nguy cơ nguồn lây nhiễm để phát hiện bệnh sớm và có phác đồ điều trị kịp thời. Để đạt được cái hiệu quả điều trị nó tốt nhất và tránh những cái bệnh mà nó nhân nó lây lan ra cộng đồng cũng như là cho người nhà xung quanh. Đấy, thứ nhất là cái nguyên tắc điều trị là chúng ta là phải, thứ nhất người bệnh phải tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, của thầy thuốc, không tự ý dừng thuốc và bỏ thuốc. Đối với chị Trần Thị Hân ở tiểu khu 4 thị trấn Yên Châu và điều trị tại bệnh viện từ đầu tháng 3 năm 2024, bởi chị thường xuyên thấy ho, khó thở và sốt vào ban đêm. Sau 2 tuần điều trị tích cực, đến nay sức khỏe của chị đã chuyển biến tốt. Đến hôm nay thì chữa trị ở bệnh viện lao phổi Mai Sơn thì đã được 18 ngày. Tôi thấy sức khỏe rất là ổn định, giảm triệu chứng rất là nhiều. Cảm giác ho không còn mấy, đã được giảm 80%. Bệnh lao là căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong cho người bệnh. Ngày nay với sự phát triển tiến bộ của y học, nếu phát hiện và điều trị đúng cách có thể phòng và chữa khỏi bệnh. Đặc biệt, việc tuân thủ phác đồ điều trị của người bệnh là yếu tố quyết định sự thành công điều trị kiểm soát, loại trừ bệnh lao. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2024, Bệnh viện Phổi Sơn La đã khám điều trị cho 526 người, trong đó 356 người điều trị nội trú. Có 90% số bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh lao phổi có bằng chứng vi khuẩn học mới và tái phát. 95% số bệnh nhân hoàn thành điều trị lao phổi và lao ngoài phổi không có bằng chứng vi khuẩn học mới và tái phát. Trong những năm tới, để triển khai cái chương trình chống lao tại tỉnh đạt kết quả tốt và thực hiện cái mục tiêu của chương trình chống lao, đó là thanh toán bệnh lao vào năm 2035. Tỉnh Sơn La cũng phải đưa ra các mục tiêu, đó là phải tiếp tục củng cố cái mạng lưới chống lao trong toàn tỉnh, triển khai tốt công tác truyền thông để nâng cao nhận thức người dân về bệnh lao, để qua đó người dân đã tự đi khám khi có triệu chứng nghi mắc lao. Vấn đề nữa đó là phải nâng cao chất lượng trong việc chẩn đoán, điều trị tại bệnh viện. Hiện nay, Bệnh viện Phổi Sơn La đang tiếp tục áp dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán điều trị và thu dung bệnh nhân lao, thực hiện tốt công tác kiểm soát, đặc biệt trong 2 tháng điều trị nội trú tập trung nhằm hạn chế nguồn lây, tăng cường hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tổ chống lao tại các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện, thành phố, tập trung xét nghiệm trực tiếp cho các đối tượng nguy cơ cao tại cộng đồng, phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về bệnh lao tới nhân dân, hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao trên địa bàn toàn tỉnh.